Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1136-1137. Lỗ giết Hội trưởng chẳng lẽ cũng đối mấy tên này có ý tứ? Ma Tu Lầu lâu chủ hồ nghi nhìn xem Lỗ dết mình và Lưu bên trong Thương Hội quan hệ tự hồ còn chưa tốt tới mức này a? À, ma Tu lâu chủ có chỗ không biết, mấy tên này lúc trước giết ta Lưu bên trong Thương Hội võ đế, lão phu một mực đang tìm bọn họ đâu, bây giờ thật vất vả ở nơi này Ma Tu Lầu tìm được. Hát có thể nhường Ma Tu Lâu chủ dành riêng tên đẹp cùng phía trước. Lỗ giết hội trưởng vừa cười vừa nói. Toàn bộ quá trình căn bản không nhìn Tần Trần bọn người một mắt. Trong mắt hắn, Tần Trần mấy người đã là một đám người chết. Có hắn liêu bên trong thương hội cùng Ma Tu Lâu liên thủ. Mấy cái người ngoại lai này gia hỏa còn có thể lật trời không thành. Trong tiếng cười, Ma Tu Lâu cùng liêu bên trong thương hội người đem Tần Trần một nhóm cho đoàn đoàn bao vây lên hai đại cự phách võ đế xuất lĩnh lấy một đám trung kỳ đỉnh phong võ đế cùng phổ thông võ đế cường giả. Đem tầng trần mấy người vây chật như nêm cuối, ba tầng trong, ba tầng ngoài, có thể nói là phóng lên trời không cửa, xuống đất vào lộ, cảnh tượng này nhường chung quanh không ít người trên mặt đã lộ ra thở dài chi sắc, mấy cái người ngoại lai like này giả, nghĩ đến thực lực là có, hơn nữa ác hẳn là vũ vực cái nào đó đỉnh tim thế lực cường giả, đáng tiếc không biết trời cao đất rộng, Tại thiên lôi trong thành còn tự cho là cao ngạo, cũng dám động lưu bên trong thương hội cùng ma tu lầu, đây là thiên lôi trong thành hai đại cự đầu, liền xem như thiên lôi trong thành một chút lâu năm thế lực cũng không dám nắc tội bọn hắn, chỉ có thể nói mấy tên này vẫn là tuổi còn rất trẻ, tiêu sái là tiêu sái, thế nhưng đem chính mình sinh lộ cho đoạn tuyệt, mà đầy tớ kia thị trường tên kia âm u lạnh lẽo võ đế cùng béo võ hoàng cũng tại trong đám người. Thấy cảnh này, khóe miệng tất cả đều phát họa lên nụ cười dễu cợt, kết cục này bọn hắn đã sớm dự liệu được, kẻ ngoại lai tại thiên lôi thành không biết thu liễm một chút, sớm muộn cũng sẽ bởi vì đá trúng thiết bản mà thịt nát xương tan, hạ vô thương bọn hắn nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, nhiều cường giả như vậy vây quanh bọn hắn, tảng mắt đi ra ngoài khí thế giống như một san sát cự sơn đồng dạng đặt ở trên người bọn họ. Để bọn hắn cơ hồ không thở nổi, mỗi cái nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệt, trần thiểu. Bọn hắn đều tự trách nhìn xem Tần Trần, bọn hắn không sợ chết, nhưng nghĩ tới bởi vì chính mình liên lụy đến Tần Trần, nhưng trong lòng đều vô cùng cay đắng, không cần phải lo lắng, mấy cái tôn tép nhảy nhép thôi, mấy người các ngươi đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ là được rồi. Tần Trần hướng về phía hạ vô thương mấy người cười cười, sau đó nhẹ nhàng xoay người qua, hướng về phía giao càng khôn đạo, đen buồn lão nhân, đám người kia liền giao cho ngươi là Trần Thiểu Gia. Giao càng không sắc mặt biến thành màu đen, hắn rất muốn nói một câu có thể hay không đừng gọi hắn đen buồn lão nhân, danh tự này thật sự là khó nghe bạo, cho nên, hắn chỉ có thể đem chính mình phiền muộn hướng về trước mặt này một đám gia hỏa trên thân phát tiết. Trần Thiểu Gia, là đem đám người kia giết hết tất cả sao? Giao càng không thản nhiên nói, Tần Trần gật đầu nói, lại là rác rưởi, tự nhiên là một cái cũng không lưu lại, rác rưởi còn giữ làm cái gì? Dựa vào, mấy tên này thất tâm phong A, à, tất cả mọi người đều im lặng, đến lúc này, mấy tên này còn ở lại chỗ này trang bức, chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng tình huống sao? Bây giờ ma tu lâu chủ cùng lưu bên trong thương hội hội trưởng đều ở đây. Còn không nghĩ biện pháp cầu xin tha thứ mạng sống, lại còn ở đây trang bức, xem bộ dáng là triệt để không cứu nổi, ha ha ha, khẩu khí thật lớn, bản đế ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào? Liêu bên trong thương hội một cái phó hội trưởng thật sự là nhịn không được, trực tiếp liền cười ha hả, dễu cực nhìn xem giao càng khôn, đám ngu si này còn tại vọng tưởng sao. Giao càng khôn đang lo tìm không thấy người hạ thủ đâu, nghe thế phó hội trưởng cười to thanh âm, thân hình phút chốc liền động, quanh, thân hình hắn lóe lên, giống như sấm sét, phút chốc xuất hiện ở bộ kia hội trưởng trước mặt, giác, bộ kia hội trưởng lời nói còn không có rơi xuống, liền thấy giao càng khôn thân hình lóe lên, thấy hoa mắt, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời một mực bàn tay cấp tốc hướng hắn vồ bắt mà đến tốc độ thật nhanh hắn kinh hãi vội vàng thôi động chân nguyên muốn ngăn cản có thế đã không kịp hắn hùng hậu chân nguyên vừa thôi động ra dao càng khôn bàn tay cũng đã cào nát hắn chân nguyên vòng bảo hộ phù một tiếng người này chân nguyên vòng bảo hộ tại dao càng khôn trong tay liền cùng vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt trong nháy mắt bị vồ nát ra cùng lúc đó dao càng không bàn tay đã xuyên thấu bộ ngực của hắn thổi phù một tiếng tiên huyết bảo táp dao càng không bàn tay từ đối phương phía sau lưng xuyên thấu ra dao càng không trên bàn tay bao phủ chân nguyên màng mỏng bộ kia hội trưởng máu tươi từ dao càng không trên bàn tay nhỏ xuống lại không từng nhiễm đến dao càng không làn da một tia ngươi không phải cười rất vui vẻ sao sao bây giờ không cười câm sao dao càng không thản nhiên nói ha 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 người kia trừng hai mắt, trong mắt nổi lên, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem dao càng khôn, cổ họng không ngừng nhấp nhô, nhưng là một chữ đều nói từ trước tới giờ không nói đến, giống như là bị bóp lấy cổ vịt, sau đó, hắn phanh nổ bể ra tới, tiên huyết hòa với thịt nát ở tại dao càng khôn trước người chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, bay lả tả vẫy xuống. Một cái Dao càng không nghĩ non nói, chung quanh những người khác đều thấy choáng, cơ thể run rẩy, tất cả đều không nghĩ tới giao càng không thực lực lại sẽ như thế đáng sợ trong nháy mắt liền chém giết một cái liêu bên trong thương hội phó hội trưởng nực cười phía trước bộ kia hội trưởng còn tại trào phúng đối phương có thế trong chớp mắt chính hắn nhưng đã chết giết giết hắn tự tìm cái chết sau khi khiếp sợ vô biên phẫn nộ âm thanh vang lên liêu bên trong thương hội người tất cả đều nổi giận từng cái trong cơn giận dữ nhao nhao nhào tới tới tốt lắm ngược lại tiết kiệm ta từng cái đi qua giao càng không cười khẽ như vào chỗ không người phốc phốc hắn tùy ý ra tay đến mỗi một chỗ tất có người vẫn lạc trực tiếp bị oanh bạo không có chút nào đánh trả chi lực mạnh quá mạnh mẽ hắn giống như một cái vô tình tử thần đang điên cùng thu hoạch rất nhiều liêu bên trong thương hội cùng ma tu lầu cường giả mà hai thế lực lớn cường giả căn bản không người là hắn địch cho dù là trung kỳ đỉnh phong võ đế cấp bậc phó hội trưởng cũng giống vậy, giao càng không công kích giản dị tối tâm, lại dễ dàng đem bọn hắn chém giết. Máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều choáng váng, bị một màn trước mắt cả kinh rung lẫy bẫy, vừa kinh vừa sợ, cự phách võ đế, thần bí kia người áo đen tuyệt đối là cự phách võ đế cường giả, bằng không tuyệt không có khả năng dễ dàng oanh phá những cái kia trung kỳ đỉnh phong võ đế phòng ngự, cái kia một mực ngoan ngoãn đi theo ở thanh niên kia sau lưng, xưng hô làm thiếu gia người hầu. Càng là một cái cự phách võ đế, trước nay chưa có chấn kinh, mà kinh hải nhất vẫn là lỗ giết phó hội trưởng cùng ma tu lâu chủ, hai người hoàn toàn không ngờ tới giao càng không thực lực thật không ngờ biến thái, dẫn đến nhất thời không có phản ứng kịp, mà chờ hai người tỉnh hồn lại thời điểm, giao càng khôn đã đánh chết hai người bọn họ đại thế lực không thiếu cường giả. Ngươi tự tìm cái chết. Lỗ giết giận tím mặt, cũng lại bất chấp tất cả, trong tay xuất hiện nửa tháng bát chân bảo bị kích hoạt sau đó nửa tháng bát chân bảo lập tức mang theo một cổ rậm rạp chằng chịt màu đỏ sát mang liền hướng về giao càng không lỗ dết vừa ra tay trong hư không lập tức bạo dũng ra sát ý vô tận cái kia quy tắc chi lực hóa thành một đạo trường hà hướng về phía giao càng không điên cùng cuốn tới phía trước bởi vì giao càng không xuất thủ hai thế lực lớn võ giả lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều trong lòng cùng loạn hội trưởng đại nhân cuối cùng ra tay rồi nếu là chậm một chút nữa bọn hắn cũng không biết làm như thế nào tốt. Bọn hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như hội trưởng đại nhân trẻ xuất thủ, bọn hắn những người này e rằng tại trong khoảnh khắc đều sẽ chết ở dao càng khôn trong tay, trong đám người hùng mô phó hội trưởng cũng là thật dài đưa ra khỏi cửa khí, hắn lúc trước thật sự là dọa sợ, sớm biết đối phương đáng sợ như vậy, hắn vì cái gì còn càng muốn đi theo hội trưởng đại nhân tới. Vì thế hội trưởng đại nhân kịp thời ra tay rồi lỗ giết lúc trước thấy được dao càng không ra tay, biết hắn tuyệt đối là một cực kỳ khủng bố cường giả, căn bản không dám chậm trễ, ra tay toàn lực phía dưới, nửa tháng bác uy thế càng là kinh người, mang theo màu đỏ sát mang một đợt chồng lên một đợt, chính là ở một bên nhìn ma tu lâu chủ cũng âm thầm kinh hải, hắn đã làm xong chuẩn bị. Một khi lỗ giết công kích cho người áo đen kia mang đến tổn thương, hắn liền lập tức đối với người áo đen tiến hành giáp công, lấy hắn cùng lỗ giết liên thủ thực lực, mạnh đi nữa cự phách võ đế cũng khó có thể ngăn cản hắn cùng lỗ giết liên kích, ha ha, ta không có tìm ngươi, ngươi lại tới tìm ta, cũng tốt, trước đem ngươi bắt lại. Giao càng không cười khẽ, cái kia có thể dễ dàng gạt bỏ trung kỳ võ đế quy tắc quy áp bao phủ ở trên người hắn. Hắn không sợ chút nào, đưa tay ở giữa, một đạo quy tắc đại đạo đã bị hắn nắm trong tay, trực tiếp văng ra ngoài, quy tắc đại đạo bị coi thành vũ khí một dạng hất ra, đây là bực nào cảnh tượng đáng sợ, cái kia một đạo quy tắc đại đạo đem hư không trực tiếp rút nổ tung tới, cả kinh lỗ giết trực tiếp sử dụng một mặt màu vàng đất hộ thuẫn, đại biểu vùng đất khí tức hiện lên ở trước người hắn. Lá trắng bảo vệ này là của hắn một kiện chí bảo, nắm giữ kinh người phòng ngự, nhưng mà lỗ giết rất nhanh liền cảm thấy không đúng, hắn hộ thuẫn là sử dụng, thế nhưng là chậm rãi giống như lông vũ bay trên trời múa, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được quy tắc của mình lĩnh vực từng khúc vỡ tan, chờ hắn lúc phản ứng lại, hắn phát hiện mình đã tiến vào đối phương quy tắc đại đạo bên trong. Quanh thân thật giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng, liền xem như di động cũng là vô cùng chậm rãi, mà lúc này đối phương cái kia đầy trời quy tắc đại đạo đã phô thiên cái địa vét sạch tới, lỗ dết lập tức hoảng hốt, tiếp tục như vậy. Hắn sẽ lập tức bị những quy tắc này đại đạo thắt cổ nát bấy, thực lực của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này đã không chỉ là cự phách võ đế tu vi, thậm chí gần đỉnh điểm rồi võ đế tu vi, lỗ giết cũng lại bất chấp gì khác, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, muốn từ giao càng không quy tắc trong không gian chạy ra, phanh, phanh phanh phanh, kinh người trầm đục vang lên, ở một bên quan sát ma tu lâu chủ mới phát hiện, lỗ giết nửa tháng bác khoái động đi ra ngoài màu đỏ sát mang tất cả đều bị dao càng không trước người quy tắc che chắn cho ngăn trở xuống. Rậm rạp chằng chịt màu đỏ sát mang không ngừng tăng vọt, lại không thể đối phó càng không tạo thành tổn thương chút nào. Lỗ giết căn bản là không có cách làm bị thương dao càng khôn, nhưng dao càng không vung vẩy quy tắc đại đạo lại trực tiếp đánh vào lỗ sát thân phía trước, lỗ giết thiêu đốt tinh huyết sau đó, miễn cưỡng tránh thoát dao càng khôn không gian quy tắc, lại không có chút nào sau này lực bị dao càng khôn nâng lên quy tắc đại đạo cúng lên. Bịch một tiếng, dao càng khôn vung lên quy tắc đại đạo lúc trước là đánh vào lỗ sát thân trước màu vàng đất hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn phát ra một tiếng nổ đùng, phía trên vậy mà nổi lên vô số rậm rạp chằng chịt khe hở, sau đó giao càng không lại là điên cuồng đánh xuống tới, phịch một tiếng, lần này lỗ sát thân trước màu vàng đất hộ thuẫn trực tiếp bạo toái ra. Vô số mảnh vụn bị đánh bay ra ngoài, phân tán bốn phía bắn tung tóe. Tiếp đó kinh người quy tắc đại đạo giống như là một đầu xiền xích đồng dạng đem lỗ giết gói ở trong đó, quy tắc sát trận đã tạo thành, lỗ giết cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, bây giờ cũng vô lực xoay chuyển trời đất phốc phốc mấy tiếng vang lên từng đạo huyết tiễn trên không trung bảo tác lỗ giết trơ mắt nhìn thân thể của mình bị vô tận quy tắc chi lực xé rách làm cái kia quy tắc đại đạo sát cơ từ trong thân thể của hắn không ngừng tàn phá bừa bãi thời điểm lỗ giết rốt cuộc minh bạch được mình là đá trúng thiết bản thế nhưng lại đã không kịp hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vô tận quy tắc sức mạnh tràn ngập thân thể của hắn đem hắn cơ thể vỡ ra tới tiền bối, thủ hạ lưu tình, ta. Lỗ dết trên mặt có hoảng sợ, vội vàng mở miệng hô, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, muốn cầu tình, vốn là chuyện nơi đây cùng hắn căn bản không quan hệ, thế nhưng là hắn lại cứng rắn xông tới, hơn nữa ma tu lâu chủ còn không có động thủ, hắn lại động thủ trước, trong lòng hoảng sợ cùng hối hận có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc hiện tại hắn lại hối hận cũng không biện pháp, giao càng không như thế nào lại để ý lỗ giết cầu xin tha thứ kinh khủng chân nguyên tràn ngập ra đi, bị hắn thi triển ra quy tắc xiền xích bao trùm lỗ giết ngay cả lời đều không thể nói ra, liền bị triệt để vỡ ra tới, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng bị giao càng không giảo sát, biến mất ở thế giới này, giao càng không đưa tay khu vực. Một chiếc nhẫn trữ vật liền rơi vào lòng bàn tay của hắn không thấy, lúc này mới lạnh lùng cười nói câu, đây chính là uy danh hiển hách lưu bên trong thương hội hội trưởng. Không gì hơn cái này đám người ngơ ngác nhìn hóa thành một đoàn huyết vụ lỗ dết sau lưng mồ hôi lạnh vô căn cứ mà sống lỗ dết một cái hậu kỳ võ đế cự phách liêu bên trong thương hội hội trưởng tại thiên lôi trong thành vẫn không có e ngại qua ai hơn nữa còn giao hảo thiên lôi thành các đại thế lực cường giả tại thiên lôi thành thế lực nào không cho liêu bên trong thương hội mấy phần mặt mũi nhưng này dạng một kẻ hung ác tại nửa nén hương phía trước còn cùng đại gia cười nói đỉnh cấp võ đế tại nơi người áo đen thủ hạ chỉ là mấy chiêu ở giữa liền đã bị giết. Đây quả thực thật, thật là đáng sợ, hơn nữa đối phương chỉ là thanh niên kia một nô bộc, nói như vậy thanh niên kia lại là cái gì lai lịch. Khó trách dám lớn lối như vậy, bên cạnh đi theo một cái tiếp cận đỉnh phong võ đế người hầu, tại đại lục tuyệt đại đa số chỗ đều có thể xông pha, một nhóm người này đến tột cùng đến từ phương nào, đơn giản quá mức nghịch thiên. Mà ma tu lâu chủ cũng kinh trụ, hắn vốn còn muốn thừa dịp lỗ giết vây khốn đối phương thời điểm, cùng lỗ sát tiến đi giáp công, nhưng mà ai biết lấy lỗ giết tu vi, thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương trong phiến khắc đều không làm được, vẻn vẹn mấy chiêu ở giữa liền bị giết chết, kết quả như vậy là hắn căn bản không có nghĩ tới, các ngươi rốt cuộc là ai? Ma tu lâu chủ lập tức vẫn lạnh lùng nói. Thanh âm bên trong thậm chí mang theo vẻ ngưng trọng, đã không có ngay từ đầu nhẹ nhõm, chúng ta là người nào, có quan hệ với ngươi sao? Giao càng không cười lạnh một tiếng, hắn có thể nhìn ra cái này ma tu lâu chủ sở dĩ còn có thể bảo trì trấn định, là bởi vì ma tu lâu chủ thực lực còn muốn lúc trước bị hắn giết chết lỗ giết chết bên trên, nếu như nói lỗ giết là bình thường hậu kỳ cự phách võ đế lời nói. Như vậy ma tu lâu chủ tuyệt đối đã tiếp cận đỉnh phong võ đế, thực lực so với lỗ đánh tới mạnh hơn nhưng giao càng không lại hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn lúc trước đánh giết lỗ giết thời điểm cũng không thi triển ra toàn lực lấy hắn tu vi hiện tại cho dù là thương thế còn chưa khỏi hẳn trong thiên hạ có thể cùng hắn đánh hòa nhau nhân cũng không nhiều mà một số người bên trong tuyệt đối không bao gồm cái này ma tu lâu chủ cho nên giao càng không cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp liền nắm lên một đầu quy tắc đại đạo đem hắn xem như roi đồng dạng hướng về ma tu lâu chủ đánh tới ngươi cho rằng giết lỗ giết liền có thể muốn làm gì thì làm sao ma tu lâu chủ giận dữ trong thân thể đột nhiên phóng xuất ra một cổ uy áp kinh khủng, hơn nữa từng tầng từng tầng đen nhánh ma khí cấp tốc lan tràn ra, trong khoảnh khắc hướng về giao càng không vét sạch tới. đây là dị ma tộc ma khí. Tần Trần vốn đang ưu tai du tai ở một bên nhìn xem, bây giờ sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, đối phương chẳng lẽ là dị ma tộc người? không đúng. Tần Trần cẩn thận cảm giác đi qua, cuối cùng phát hiện đối phương ma khí mặc dù cùng dị ma tộc người rất giống nhưng lại cũng không phải là dị ma tộc người bằng không lão nguyên trước tiên nên phát hiện mình cũng sẽ không có phát giác cái kia chủng ma khí ngược lại là rất giống thiên vũ đại lục võ giả tu luyện dị ma tộc công pháp sau đó tạo ra cái kia một loại ma khí bất quá cũng không phải chính mình lúc trước tại cổ nam đô tu luyện loại kia thuần chính nhất dị ma tộc công pháp mà là một loại giống dị hồn sư cải tạo qua công pháp ma khí nói như vậy đối phương vô cùng có khả năng cùng phiêu miễu cung có quan hệ Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu thật là dạng này, chẳng phải là nói hôm nay lôi thành bên trong cũng có phiêu miểu cung nhãn tuyến, Tần Trần rung lên, đây không phải không có khả năng, hơn nữa khả năng còn rất lớn, lấy phiêu miểu cung âm hiểm, làm sao có thể không ở thiên lôi thành bên trong bố trí xuống thế lực của mình. Nhưng mà thiên lôi thành dù sao quá trọng yếu. Nếu như phiêu miểu cung dám can đảm cưỡng ép khống chế lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào đại lục các đại thế lực nhằm vào, cho nên rất có thể sẽ âm thầm điều động một số cao thủ đến đúng thiên lôi thành tiến hành thống chế, mà ma tu lâu rõ ràng vô cùng có khả năng chính là phiêu miểu cung tại ngày này lôi thành thiết lập một tổ chức, nói như vậy chính mình lơ đảng động thủ. Vừa vặn tìm ra phiêu miểu cung âm thầm bố trí tại ngày này lôi thành tổ chức, tại tầng trần trong lòng khoái động thời điểm, giao càng khôn cũng cảm nhận được ma tu lâu chủ trên thân tản mát ra giữ tận ma khí, trong lòng lập tức hiện lên vô tận lửa giận, phiêu miểu cung nhân ánh mắt của hắn rét lạnh, trong lòng vô cùng băng lãnh, tại phiêu miểu cung bị hành hạ hơn 200 năm. Hắn bây giờ thống hận nhất chính là dị ma tộc, chính là phiêu miểu cung nhân, trước mặt cái này ma tu lâu chủ mặc dù không có nói ra thân phận của mình, nhưng giao càng khôn đã hiểu được, người này tất nhiên cùng phiêu miểu cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là phiêu miểu cung nhân, nghĩ tới đây, giao càng khôn cũng lại kìm nén không được, rầm 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 hắn thôi động lớn quy tắc đại đạo, cùng mảnh giống như một pho tượng chiến thần, điên cuồng đập xuống, chỉ thấy từng đạo đáng sợ quy tắc đại đạo hóa thành trời sập cũng giống như, đem thiên địa đều che đậy, tản mát đi ra ngoài khí tức, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, nhao nhau lui lại, đây quả thực thật, thật là đáng sợ, cảnh tượng bực này, giống như tận thế hàng lâm. Toàn bộ thiên lôi thành bầu trời cũng là oanh minh ù ù, giống như là trời sập đồng dạng, phanh phanh phanh, tại giao càng không điên cuồng đập phía dưới, ma tu lâu chủ bị nện không ngừng lùi lại, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, mặc cho trước người hắn ma khí như thế nào quanh quẩn, như thế nào bốc lên, như thế nào cũng ngăn cản không nổi giao càng không điên cuồng công kích. Cái này sao có thể, ma tu lâu chủ gầm thét, gương mặt khó có thể tin, thực lực của hắn, đã tiếp cận đỉnh phong võ đế, tuy nhiên bị trước mặt hắc y nhân kêu anh không hề có lực hoàng thủ, đối phương đến tục cùng là người nào, hắn kinh sợ, sau đó gào thét, trong thân thể, vô tận huyết khí nở rộ, đang bùng nổ, hơn nữa trong thân thể sức mạnh còn tại cấp tốc tăng vọt. Ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà tăng vọt gấp đôi, hắn đang thiêu đốt mình huyết mạch, thi triển ra cấm thuật, muốn lực địch giao càng khôn, nhưng không cần, giao càng khôn ngưng tụ quy tắc đại đạo phản phất ngưng luyện giữa thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất, mặc cho hắn như thế nào phản kháng cũng không có ý nghĩa, bị không ngừng anh thổ huyết, Hùng thân cốt cách đều bị đánh gãy. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, lâu chủ đại nhân hắn, tại sao có thể như vậy? Ma Tu lâu cùng lưu bên trong thương hội người đều trợn tròn mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến, bọn họ lâu chủ đại nhân cư nhiên bị giống một con gà con đồng dạng treo lên đánh, đây quả thực quá kinh người, đặc biệt là Hùng Mâu phó hội trưởng. Lúc này trong nội tâm tràn đầy sợ hãi và hối hận, lúc trước hắn biết rõ giao càng không thực lực vì cái gì lần này còn muốn đứa đần một dạng theo tới, đây không phải tự tìm chết sao, đi, đi nhanh lên. Bầu không khí như thế này phía dưới, tất cả mọi người đều nhẫn nại không được, quay người liền muốn chạy, nhưng tần trần như thế nào lại để bọn hắn chạy trốn đâu. Giết hết tất cả. Thanh âm lạnh như băng vang lên, tần trần hướng về phía U Thiên Tuyết cùng cơ như trăng đạm mạc nói là, Trần Thiểu Gia. U Thiên Tuyết cùng cơ như trăng cung kính nói, cùng lúc đó đã giết đi ra, hai người như thiểm điện ra tay, những cái kia ma tu lâu cùng lưu bên trong thương hội võ đế các cường giả như thế nào ngăn cản được hai người ra tay, nhau nhau bị chém giết. Tiên huyết chảy ngang, ta với ngươi liều mạng. Có mấy cái trung kỳ đỉnh phong võ đế nổi giận, phấn khởi phản kháng, muốn đối kháng U Thiên Tuyết cùng cơ như trăng, nhưng mà cơ như trăng cùng U Thiên Tuyết hai người căn bản không sợ, hai người liên thủ, trong khoảnh khắc, tiên huyết nhau nhau, ma tu lâu cùng lưu bên trong thương hội các cường giả nhau nhau vẫn là hai người giống như sát thần đồng dạng. Hành tẩu ở trong thiên địa, những nơi đi qua, sinh mệnh nhau nhau bị thu gặt, cơ như trăng đi tới hùng mô phó hội trưởng trước người, hùng mô phó hội trưởng một mặt hoảng sợ, sợ hãi nói, đừng, đừng giết ta, ta không có ý định cùng các ngươi đối kháng. Cơ như trăng cười lạnh, ngươi như là đã đi, cần gì phải trở về đâu. Thoại âm rơi xuống, kiếm quan đồng thời sáng lên. Phốc phốc, hùng mâu phó hội trưởng bị đáng sợ kiếm khí xuyên thấu, toàn thân bạo toái, một bên khác, ma tu lâu chủ kịch liệt giải dụa, nhưng căn bản trốn không thoát giao càng không ra tay, giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, liền bị giao càng không một tay sách trong tay, phong cấm lại chân nguyên trong cơ thể, không thể động đậy chút nào, thả ta ra. Ma tu lâu chủ nhìn chầm chầm giao càng không kinh sợ nói. Ồn ào. Giao càng không đưa tay chính là một cái bàn tay, ba 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 ba, hắn vừa đi vừa về co rúng, lập tức đem giao càng không quất mấy chục trên trăm cái bàn tay, quất thẳng tới chính hắn hai bên gương mặt sưng lên thật cao, một đầu ngất đi, giao càng không lúc này mới cung kính đi tới Tần Trần trước mặt, cung kính nói, Trần Thiểu Gia, người này xử trí như thế nào? Trước tiên mang về. Tần Trần lạnh lùng nói, đối với những cái kia chạy trốn người bình thường, Tần Trần cũng lười đuổi theo đưa tay vồ bắt hướng về phía phía dưới ma tu lâu, trầm muộn ầm ầm, thanh âm không ngừng, phương viên hơn 10 dặm ma tu lâu dùng tốc độ cực nhanh bị Tần Trần hủy diệt không còn một mống, Mỹ Luân Mỹ hoán ma tu lâu đã biến thành một vùng phế tích, cái này cũng chưa tính. Tần Trần thật nguyên đại thủ huyển hóa ra một cái hơn 10 dặm chiều rộng đại sản tử, trực tiếp một cái quét xuống, cái này phế tích bên trên đồ vật toàn bộ bị cái này chân nguyên đại sản sảng khởi mà đại sản sản khởi cái này ma tu lâu phế tích bên trên tất cả mọi thứ phía sau, trực tiếp rót vào hư không, chờ đại sản biến mất thời điểm, đám người căn bản là cũng lại không nhìn thấy ma tu lâu phía trên có bất kỳ đồ vật. Cũng không biết những cái kia phế tích bị tầng trần đảo hướng địa phương nào đi, đám người có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh vuông vức vô cùng đất bằng, bản thiếu nói diệt ma tu lâu, liền diệt ma tu lâu. Sau khi làm xong, tầng trần lúc này mới vui sướng một giọng nói, chung quanh đứng xem vỏ giả nhìn càng sợ hãi hơn run sợ hít một hơi lãnh khí đây mới thật là sang bằng a không có dấu hiệu nào video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký